Kết quả Arsenal 1-0 Sata, chiến thắng may mắn. Arsenal nhọc nhằn hạ Sata nhờ một pha phản lưới. Trận đấu Arsenal vs Sata đã kết thúc với chỉ một bàn thắng được ghi. Đó là pha phản lưới nhà của thủ môn Dimitro Rinjic bên phía đội khách. Pháo thủ duy trì mạch bất bại và tự tin sớm có vé vào vòng 1/8. Bàn thắng Arsenal vs Sata. Arsenal, Rinjic, 29 phản lưới. Được thi đấu trên sân nhà, Arsenal tràn đầy tự tin sẽ giành trọn 3 điểm. Họ tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên và áp đảo đối thủ hoàn toàn trong hiệp 1. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra, nhưng bàn mở tỷ số của pháo thủ lại đến theo cách đầy may mắn. Phút 29, Martinez có tình huống dứt điểm hiểm hóc đưa bóng trúng cột dọc. Bóng sau đó bật vào người thủ thành Rinjic bên phía Sata và đi vào lưới. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên. Thủ thành Rinjic phản lưới nhà đáng tiếc ở phút 29. Bước sang hiệp 2, Arsenal vẫn là đội nắm thế chủ động và dồn ép đội bóng tới từ Ukraine. Tuy nhiên, thủ môn Rinjic đã thi đấu đầy quả cảm để không phải nhận thẻm bàn thua nào nữa. Đáng chú ý nhất là tình huống cản phá thành công quả đá phạt đền của Trossard ở phút 77. Trong những phút cuối, Sata dồn lên tấn công như vũ bão khi không còn gì để mất. Tuy nhiên, thủ thành Raya bên phía Arsenal cũng có ngày thi đấu chói sáng để giúp Arsenal bảo toàn chiến thắng. Đánh bại Sata với tỷ số 1-0. Arsenal duy trì mạch bất bại tại vòng phân hạng UEFA Champions League 2024-25. Họ thắng 2 và hòa 1 sau 3 trận, ghi được 3 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào. Đội hình thi đấu Arsenal vs Sata. Arsenal, Raya, White, Merino 46, Saliba, Gabriel, Calafiri, Luis Scully 72, Rice, Pathy, Jesus, Sterling 68, Trossard, Jorginho 87, Martinez, Havertz, Sata Donet, Rinjic, Konopia, Bonda, Matvienko, Pedro Henrique, Krikip, Zubov, Pedrinho 64, Bondaren, Claudino 87, Eguila, Lasina Frank Trao 84, Sudakov, Sikan, Kevin 64.